Chiếc thủy phi cơ lớn nhất thế giới do Trung Quốc chế tạo, có tên là AG-600, vừa có chuyến bay đầu tiên vào hôm Chủ nhật từ một phi trường ở Biển Đông, cho thấy bước mới nhất trong tiến trình tân tiến hóa quân đội nước này. Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, Trung Quốc gia tăng nghiên cứu để chế tạo các chiến cụ tối tân, trong khi có thái độ hung hãn hơn trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ như là ở vùng Biển Đông, khiến Tàu lo ngại ở vùng Á Châu-Thái Bình Dương và cả ở Mỹ. Hình ảnh chiếu trên đài truyền hình nhà nước cho thấy chiếc AG-600 cất cánh từ phi trường Châu Hải ở tỉnh Quảng Đông. Chiếc thủy phi cơ bay trở lại một khoảng giờ sau đó và lăn bánh tới nơi đậu trong tiếng nhạc quân hành và đám đông hoan nghênh vẫy cờ Trung Quốc. Các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng chiếc phi cơ có thể được sử dụng ở vùng Biển Đông, nơi Trung Quốc có tranh chấp biển đảo với các quốc gia láng giềng, ngoài nhiệm vụ khác như là cứu nạn và chống cháy rừng. Chiếc phi cơ có 4 cánh quạt phản lực, với tầm hoạt động là 4.500 cây số, chở theo 50 người và có thể cất cánh và hạ cánh trên bộ cũng như là ở dưới nước.